Tư thế tiếp theo là tư thế con rắn A. Để thực hiện tư thế này cũng rất là đơn giản và dễ dàng nhé. Nào mời mẫu xoay người sang trái, nằm sấp người xuống. Rất là dễ. Ở tư thế này đấy, thì chúng ta có thể dựng bàn chân hoặc là úp bàn chân cũng được, không sao cả. Thì ở đây Kim Toàn đã chia sẻ bằng cách là úp mu bàn chân của mình xuống. Tuy nhiên dù có dựng hay úp thì hai chân của mình cũng mở rộng bằng vai nhé. Tư thế con rắn A, chúng ta sẽ giống làm sao? Cái bàn tay của chúng ta này, lòng bàn tay này chống ngang với vai của mình, ngang vai nhá. Đúng rồi, từ từ đẩy ngửa người lên về phía sau, tay hơi trùng một chút xíu. Chúng ta tập trung vào cái việc là mở rộng cái lồng ngực của mình sang hai bên. Trong trường hợp chúng ta làm rất tốt ấy, thì chúng ta sẽ mở bẻ cong được các đốt sống ngực. Các đốt sống ngực ở đây là từ đâu? Là từ cổ của các bạn, phần ức của các bạn này, từ hầu của các bạn này, xuống đến dưới cái phần ức. Phần ức là chúng ta ấn cái ngón tay này, thấy nó lõm ấy, thì phần ức ở phía sau nó tương đương với cái dây áo quần của mình. Ai đó mà có mặc cái dây áo quần chúng ta ngả phía sau ấy, thì tương đương với đoạn đó. Thì có nghĩa là chúng ta sẽ bẻ cong các đốt sống ngực của chúng ta về phía sau, đồng thời mở rộng hai vai sang hai bên, đúng không? Có nghĩa là không bẻ một chút xíu gì vì thắt lưng phía dưới nhé. Các bạn có thể nhìn trên video là thấy rằng là cái thắt lưng bẻ rất là cong nhưng không hề phải nhé. Thì Kim Toàn có thể biểu diễn luôn cùng với các bạn để các bạn xem thấy rằng là đó là chúng ta cần bẻ vào đâu nhé. Rồi các bạn quan sát nhé. Rồi đây đúng không ạ? Đây nhá, tay đầu chống ngang vai này, đẩy ngửa người lên này. Kim Toàn đẩy rất là thấp, thậm chí là bụng vẫn chạm thảm, đúng không ạ? Tập trung vào ngực, thậm chí Kim Toàn bỏ tay ra nhé. Các bạn có thấy rằng là bẻ cong mũi chút xíu từ ngực trở lên đâu, từ ngang eo trở lên này, đó đúng không? Chứ thắt lưng có bẻ cong gì đâu, đúng không? Mở một chút xíu thôi. Rồi, có rất nhiều người không cảm nhận thấy gì, lý do tại sao? Quá cứng, cứng quá không bẻ được cái gì, thậm chí đau quá không chịu được, sập xuống dầm một cái, không sao cả. Mỗi ngày một chút, chúng ta cứ tăng được cái biên độ các đốt sống của mình lên càng nhiều được bao nhiêu thì làm sao? Sức sống của chúng ta càng dài và càng mạnh mẽ và càng mãnh liệt bấy nhiêu. Tại sao cột sống lại gọi là cột sống mà không gọi tên là khác? Lý do tại sao lại như vậy ạ? Tại vì toàn bộ hệ thần kinh trung ương nằm ở trong đó, đúng không ạ? Rồi, từ từ hạ xuống, trở về tư thế kim cương ban đầu, nhổm dậy. Các bạn lưu ý Kim Toàn nhắc lại nhé, cột sống của chúng ta giả thiết nó dài như cái que này, thì từ trên cổ xuống phía dưới 1/3 đoạn cột sống đó chính là cái gì ạ? Là các đốt sống ngực. Và chúng ta cũng bẻ cong mỗi các đốt sống ngực về sau thôi. Còn phần thắt lưng, có nghĩa là từ cặp quần đến sát đốt sống ngực, đó là cái phần còn lại, đúng không? Còn một phần nữa là từ thắt lưng trở xuống dưới đốt sống cùng cụt, chúng ta không cần bất động. Có nghĩa là các đốt đấy là đốt bất động, chúng ta có làm cái gì đi chăng nữa cũng rất là khó tác động tới. Chỉ trường hợp là những cái người rất là đặc biệt, ví dụ như là bản thân Kim Toàn này cũng vận động viên rất là chuyên nghiệp, hoặc là những người tập luyện yoga rất là lâu năm rồi thì mới cần tác động tới. Mà mục tiêu thực sự là có tác động tới thì chúng ta cũng không có cái giá trị nhiều gì trong đời sống. Thậm chí là bản thân có rất là khỏe, rất là dẻo, nhưng cũng không mấy khi được sử dụng hết sức khỏe của mình vào đời sống đâu. Xã hội bây giờ cũng không cần quá nhiều cái sức khỏe đặc biệt như vậy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo, vẫn là tư thế con rắn nhưng mà là con rắn khác nhé.